Không có bằng cấp 2 thì nên học nghề gì để không thất nghiệp? Công việc nào lương cao, thu nhập ổn định mà không cần bằng cấp? 1. Nghề sửa chữa điện tử, điện lạnh. Công việc sửa chữa đồ điện tử trong gia đình như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa là những việc không yêu cầu bằng cấp 2. Đây là nghề đang cần rất nhiều nhân lực lành nghề. Việc nâng cao tay nghề cũng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn được học lộ trình bài bản, thực hành liên tục và thường xuyên trên các thiết bị thực tế. Học nghề này không cần bằng cấp, nhưng nếu chịu khó tích lũy kinh nghiệm sửa chữa làm việc và rèn luyện kỹ năng cần thiết, bạn hoàn toàn có thể trở thành quản lý hoặc tự mở cửa hàng, công ty cho riêng mình. 2. Nghề sửa chữa xe máy. Nghề sửa chữa xe máy là nghề có lượng người học đông đảo nhất. Lợi thế của nghề này là dễ học, không yêu cầu bằng cấp và nhất là không sợ thiếu việc. Ở bất cứ đâu đều có những cửa hàng sửa chữa bảo dưỡng xe máy. Nếu làm ăn uy tín, tạo được niềm tin cho khách hàng thì thợ xe máy làm không hết việc, tạo được nguồn thu nhập ổn định. 3. Nghề sửa chữa ô tô. Sửa chữa ô tô là ngành nghề đang khát nhân lực hiện nay. Lượng xe ô tô được tiêu thụ tăng cao thì nhu cầu sửa chữa bảo hành cũng tăng mạnh, khiến cho ngành kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô ngày càng phát triển. Nghề sửa chữa ô tô yêu cầu kỹ thuật cao và khá vất vả. Bù lại thì đây là một nghề nghiệp có nhiều sự lựa chọn việc làm và thu nhập rất cao. Hơn nữa, nghề sửa chữa ô tô có nhiều cơ hội tự mở gara ô tô kinh doanh riêng cho bản thân. Hiện nay có nhiều trường đại học cao đẳng đào tạo về lĩnh vực ô tô, nhưng nếu bạn không có bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc muốn thành nghề nhanh chóng, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn học nghề tại các trường nghề để phù hợp với nhu cầu của bản thân. 4. Nghề điện dân dụng. Nghề điện dân dụng là một trong những nghề thiết thực nhất và liên quan mật thiết tới cuộc sống của mọi gia đình. Các thiết bị điện len lỏi khắp vùng miền, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng cho đến miền núi. Học nghề này cũng không phức tạp như một số nghề khác. Chỉ cần bạn yêu thích, ham học hỏi, chăm chỉ với nghề thì bạn cũng sẽ kiếm được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình.